Thời gian gần đây, sản phẩm du lịch tâm linh ngày càng được nhiều người ưa chuộng bởi nó phù hợp với văn hóa tín ngưỡng, mang lại những giá trị tích cực cho đời sống tinh thần của người dân địa phương. Và để làm phong phú hơn cho hành trình du lịch tâm linh cho du khách, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có kế hoạch kết nối với nhiều địa phương lân cận, trong đó Tây Ninh là một trong những địa phương nhiều tiềm năng mà thành phố hướng tới. Tây Ninh có nhiều di tích văn hóa, di tích phi vật thể, di tích khảo cổ. Tuy nhiên hiện nay một số di tích văn hóa cổ xưa như miếu thờ Lãnh Binh Két, đình Thanh Phước gặp nhiều vấn đề về trùng tu, chăm sóc không đảm bảo nên không còn phải ban đầu. Các di sản văn hóa phi vật thể cũng chưa được quan tâm đúng mức, dẫn tới việc chưa thu hút tốt được khách du lịch. Điểm sáng nổi bật nhất trong du lịch hiện nay của Tây Ninh là núi Bà Đen. Theo thống kê, mỗi năm có hàng ngàn người tới núi Bà Đen để tham quan, du lịch, nhưng sự phát triển này vẫn chưa tương xứng với nguồn lực Tây Ninh đang có. Chúng ta phải tìm kiếm ra những cái ý tưởng đột phá và những giải pháp đột phá để chúng ta có thể rút ngắn, chúng ta hạn chế những cái nhược điểm, đồng thời chúng ta phát huy những cái ưu thế mà mang chất là độc nhất, mang chất gọi là đặc thù và khó bắt chước, khó so sánh. Chuyển đổi số cũng nên tập trung vào những cái việc làm nào để phát huy cái lợi thế đó. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số hiện nay, định hướng các trục hành lang phát triển với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh một bài kết hợp với vị trí địa kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng quan trọng, tạo cho Tây Ninh những cơ hội và thách thức mới, mà ở đó cần có sự chung tay phối hợp của Thành phố Hồ Chí Minh, một đại đô thị trong phát triển du lịch. Thì Tây Ninh là mong muốn cái sự kết nối và chia sẻ về cái điều kiện phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những nhà đầu tư tâm huyết, chiến lược, mong muốn sẽ về Tây Ninh để nghiên cứu những về cái thuận lợi, những tiềm năng của Tây Ninh để có cái hướng đầu tư và tạo điều kiện cho cái Tây Ninh tiếp cận và phát triển nhanh hơn. Khách nước ngoài họ cũng tới Thành phố Hồ Chí Minh, rồi bắt đầu từ đây thì có những cái tour tuyến để đi tham quan các di tích, các địa điểm ở Tây Ninh, liên kết hỗ trợ, kể cả giúp đỡ gì mà chuyên môn, về nghiệp vụ du lịch, những cái ký kết, những cái hợp tác cụ thể thì chúng ta sẽ thúc đẩy cái phát triển du lịch của cả hai địa phương và đó là lợi ích chung của cả khu vực, của đất nước. Sản phẩm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh đang rất nhiều, nhưng để tăng tính cạnh tranh và hấp dẫn cần kết nối với các tỉnh thành lân cận như vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bình Thuận, Khánh Hòa. Liên kết du lịch đi cùng yêu cầu cụ thể về việc quảng bá để có dòng khách hai chiều từ các địa phương trở lại thành phố. Hiện nay chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm về ẩm thực, những sản phẩm về lịch sử văn hóa cũng như là những cái sản phẩm để tham quan. Thì nhưng mà chúng ta chưa có một cái chuỗi sâu chuỗi với nhau. Thì cái điều này rất là cần bởi cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Và bên cạnh đó là cái doanh nghiệp du lịch là những cái đơn vị sẽ góp ý để sâu chuỗi lại những cái sản phẩm này để tạo thành những cái tour tuyến. Thế mạnh của Việt Nam là nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng. Đây cũng chính là linh hồn của các sản phẩm du lịch. Để làm được điều này, mỗi địa phương cần phải có sản phẩm du lịch đặc sắc. Cùng với đó là việc xây dựng bản đồ số du lịch, tìm kiếm các nguồn lực, vai trò dẫn dắt, làm tốt hơn nữa vai trò của các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước. Khi người dân là chủ thể của các chương trình, sản phẩm du lịch, lễ hội thì mới phát huy được sức mạnh của cộng đồng.